cậu cậu lên, cậu lên. Ôi, anh Hưng ơi. Ôi, cậu lên. Trong đây. Ôi, đây mọi người thì là có một đôi đôi chặn nó về đây này. Đây là sao nó cuốn đây. Anh ơi đầu ra để ý con đấy đi. Kéo lại nhá. Đây con này đây. Đây đây nha mọi người. Con này nó đang bơi nằm ở đây rồi này. Con nó cuốn đi. Khiếp chưa? Kìa. Con này về tạ hơn tạ đấy. Đây là nó đang bơi ở đây nhá. Từ từ bình tĩnh nhá. Mệt rồi đấy. Ấy cẩn thận con này nó cắn luôn đấy. Cứ bình tĩnh thôi. Anh ơi cho lấy ra đi kìa. Đâu rồi? Đây nó đang bơi đây này. Đâu rồi? Đấy nặn rồi đấy. Đâu rồi? Đây con này nó bơi đây. Hả? Đâu rồi? Ôi cái phu ơi. Ôi. Đây kéo lên. Ôi, anh Hưng ơi. Ôi, kéo lên. Kéo lên. Ôi, từ Rồi, Đâu rồi? Nồi. Ui nặng ghê kìa. Ui ôi. Ui. Ở kia mấy tòa này. Cẩn thận nó cắn đấy. Anh ơi cầm con này tít ra rồi. Đâu con này phải dòng bắt bố ơi. Cho đuôi con đấy, cho đuôi con đấy ra đây nào. Cho đây. Đây này. Ui bơi đấy đây này. Tôi kiếp chưa? Nó cắn đấy. Nó cuốn đấy. Đâu rồi? Anh ơi, xem con nào.
nó từ từ cứ dọn nó cuốn đấy, nó đang ở dưới nước, anh em đúng rồi, anh em ơi xem hộ em coi bao coi bì đâu, cho này ra. Ủa, nó cuốn người kìa. Chết chưa? Nèo nèo, có nèo đâu. Cẩn thận gãy xương ấy. Nèo được đấy nhá. Cho cái bì, cho bì lên trên đấy. Rồi, cẩn thận. Chưa bì đấy. Chẳng nghe. Ui, trời ơi, gần đi qua đây. Đi bì ơi, đi anh Hưng ra, xong em nuôi đã. Đưa đây, xuống đây ngươi. Đây mùa ấy, thì con chăn này hiện tại nó đang cuốn vào tay này. Ê, bây giờ là phải cho nó lên bên trên này. Từ nhá, bình tĩnh thôi. Thế không cái dòng này quấn. Nó quấn tay kìa. Bác Vũ bỏ tay ra nhá. Rồi cho bao đi. Anh ơi, coi tập trung cho bao hộ em ăn. Căng cho con này vào ấy. Tay kìa. Thật nhá, cẩn thận đấy. Đây mùa ơi, con này thì là nó khỏe, cái dòng này nó cho. Nó cho xuống nước cái nào là nó mổ ngay ấy. Khiếp luôn ấy. Không, cái dòng này bây giờ nó nắng, nó ở ngoài này nó hoang mà. Con kia rồi. Đó. Giờ đâu rồi? Đây nắng đây này. Thế từ anh ơi. Đi cái bao đó. Đây mọi người, con này hiện tại là nó đang nằm trên đây để nó phơi nắng nhá. Từ từ anh Vũ ơi. Từ á. Để mình đây này. Vắt người nó lên trên đây xem thử nào. Khiếp nhỉ. Ui nó to à. Đây mọi người. Nhìn này. Nhìn nó dài này. Khiếp chưa? Kìa, cẩn thận nhá. Kìa, có kiếm mọi em xem nó có bao cái túi nào nhỉ? Quay đi xin bao quay. Cái dòng này á. Đây là một cái dòng này thì mọi người không thể nào mà bắt bừa được, bắt bừa là nó quấn chết luôn đấy. Đấy, khiếp luôn này. Đây, bây giờ em Phiên sẽ cho mọi người xem này. Đây nhá. Nó này nhá. Này, nhìn nó vắt này. Nhìn nó vắt này. Khiếp chưa? Đấy nhá. Cái mùa lạnh này thì nó chỉ nên nó phơi nắng rồi nó uống nước thôi, nhưng mà hiện tại là nó đang nằm ở đây này. Rồi cần cẩn thận nhé anh Phú ơi. Rồi cho lên đây đi. Ôi rồi kéo ra đầu đi. Đây đây quan. Anh Phú ơi, cho đá góc, cho đá góc góc này vào, cho này, cho nó bớt nắng đi. Đâu rồi, xe nào, xe từ ra. Ui, cái chỗ này nó to ở đây rồi mọi người. Nhìn nào, nhìn khiếp luôn rồi. Đấy nha, bây giờ là con này nó ở bụng đây, con này nó phải tầm trên tạ đấy. Con này nó phải tầm, ui, to này. Mày tạ hết rồi được. Mày tạ không hết này. Được, này. Báo chỗ này bên này. Đây nha mọi người. Cái bao bé kia đừng ra được. Con kia vàng gương. Ui, sang này bên này. Đâu xe nào. Ui, khiếp nhỉ, đây này. Nó hiện tại là nó đang quấn vào người em bên nha. Cảm ơn nhá. Đây rồi. Cứ bình tĩnh ngay là đây cho nó vào đây, đây được rồi. Này, không thể nào mà cho được rồi. Anh ấy kéo đi ra nữa nữa nè. Mình nữa nữa thôi nhá. Đéo ai về được mình cho. Cẩn thận, cứ bình tĩnh thôi. Cho cái này vào thì phải thật bình tĩnh vào. Nào cản đấy. Ui giời. Ừ, bình tĩnh nhá. Nhúng ăn đi nước kìa muốn đâu quá. Từ từ đây này. Nó ấy đấy. Từ 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 anh cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh thôi. Nó xuống bên dưới nó ngộp ấy. Túng đầu lắm. Đây này, con này là nó trắng đấy. Rồi bình tĩnh. Rồi. Cho vào đây. Cho vào dưới kìa. Con này quật đấy. Cho đầu vào trước. Từ từ bình tĩnh. Cho đầu vào trước. Con này cho từ từ đấy.
cho cái đầu của anh ơi, cho đầu trước thì không đầu, cho đầu vào, cho đầu ấy hôm nào nó quật đấy. Dí hẳn máu ở đâu nhỉ? Đó. Máu ở đâu nhỉ? Ở đâu? Không. Chắc đâu, chắc đâu, chắc Tuấn. Chắc cường. Tuấn. Ôi, cho. Ôi. Đỏ lắm, bao đầu sợ vừa ơi. Được không? Nhét vào ấy rồi nó dòng kinh. Không ấy, dòng này nó không ác ấy. Kinh nhỉ. Dị luôn đấy. Đây là ai? Anh ơi này, còn con này nữa này. Đây. Được chưa? Vặn dây chuối đi. Vặn dây chuối. Anh ơi đi. Đây là mọi người. Đây này. Nó căng này, sợ rách bao ấy. Không, đây này. Cái bao này nó là bao một tạ này. Không. Chiếc luôn đây nhá. Đây nha mọi người. Đây, nó nằm gọn ở trong trong cái bao này luôn rồi này. Cho dây đây. Đây, bộ con đấy. Đưa dây chuối đấy. Rồi anh em khênh lên trên kia. Này nó giờ nó ác này. Chắc ở đâu ra kính nhỉ? Chắc ở đây, chỗ ở giạc này, chiếu kìa, đằng sau kìa. Cái bãi to thật, con này to lắm. Con này to mà. Con này to hơn con này. Đúng rồi. Con kia nó gọn vào cái bao. Con này con cái à? Đúng rồi. Con này bằng gương, con kia sẫm màu hết rồi. Khiếp luôn đi nhỉ. Đấy ướt hết ở đây, may là nó quấn này không sao nha mọi người. Cái đó nó xiết ở trong này, nó dìm nước ngạt thở đấy. Ngạt luôn rồi. Ngạt thở luôn đấy, không thở được. Người may có mấy ông này ông ra đây là ông đi bẫy chim ông nhìn thấy không? Nói mất luôn con này nhỉ. Sáng ra đây ra cái tắm ở đây. À. Trong bụi nâu này nó sống ở đây. Đây mọi người thì xuống. Bây giờ là chắc anh em sẽ tập trung là mấy anh em cho hai con chăn này về. Vì đợt này nó bắt được rất là nhiều chăn ấy. Thì mọi người đón xem clip tiếp theo của anh em mình nhé.